trên 9.900 lượt nạn nhân được nhận sự hỗ trợ, động viên và tặng quà với tổng số tiền trên 3,4 tỷ đồng, 11 hộ được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở là kết quả nổi bật được đánh giá tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh vừa tổ chức. Trên địa bàn tỉnh hiện có 7.037 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 5.165 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Do dịch COVID-19 bùng phát và những khó khăn về kinh tế xã hội đã tác động trực tiếp tới hoạt động của hội. Các cấp hội đã phát huy tích cực trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Kết quả công tác vận động và tiếp nhận ủng hộ về vật chất từ các tổ chức cá nhân đạt 135,3% so với cùng kỳ năm 2020. 6 tháng cuối năm, các cấp hội tiếp tục thực hiện phong trào thi đua, đặc biệt là đợt thi đua đột kích do Ban chấp hành tỉnh hội phát động từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 8, hướng tới kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm tới đời sống các nạn nhân, vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ từ tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm để chăm sóc, tạo mọi điều kiện để gia đình nạn nhân tiếp cận và thụ hưởng chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước theo quy định, để vươn lên trong cuộc sống.